Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì đại chúng, là buổi sáng chúng ta đã đi vô phần thứ nhất, chúng ta đang nói về Bồ Tát và Thanh Văn. Và vấn đề đầu mình nói cho các vị nghe về cộng giới và biệt giới. Vấn đề thứ hai mình đang nói về tướng và tánh của giới. Kỳ thực là trong Kinh Văn giải thích điều này, đôi khi chúng ta bị cái từ ngữ Hán Việt nó làm cho mình rất là nặng nề, cho nên mình rất là khó hiểu. Nhưng mà nếu hiểu một cách căn bản thì thưa các vị, cái điều này nó vô cùng dễ. Tướng là cái gì nó biểu hiện ra bên ngoài, tánh là nó tiềm phục vào bên trong, từ nơi tâm thức của các vị. Và từ cái điều này thì chúng ta có một cái nhận biết cạn nó như thế này. Có những người họ hành trì giới tướng, có những người họ hành trì giới tánh. Hành trì giới tướng là sao? Có cái hình thức chừng như là rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh, nhưng mà bên trong nội tâm của họ thì nó không giống như thế. Rồi có những người, thưa các vị, là bên trong thì họ là thánh, nhưng mà để cho dễ độ sinh, dễ tiếp cận những người trần thế, cho nên nó hiện ngoại tướng, đó là phàm phu thôi. Nội bí Bồ Tát chi tâm, ngoại hiện phàm phu chi tướng, đó là cái câu văn ở trong Hán học thường bài. Và có những câu chuyện rất là hay mình kể ra để cho các vị nghe. Ví dụ như ai cũng từng biết, ở trong Thoát Vòng Tục Lụy có hai anh em Ngọc Lâm và Ngọc Lam đó, các vị còn nhớ chứ ha? Nếu không từng đọc truyện thì cũng coi phim. Có coi phim không? Giỏi à. Tại sao không coi phim? Người ta dựng một bộ phim tốn hàng trăm triệu nọ, trăm triệu kia, mà mình bỏ ra mấy tiếng đồng hồ sao không coi? Nó đùa thôi, nhưng mà thưa các vị, đa phần phim ảnh dù nó dựng cái cốt truyện đó là lấy từ Phật Pháp, nhưng mà cái chất kinh doanh của nó cũng rất đậm đà. Và mình coi phim, thưa các vị, nó hao năng lượng trí tuệ, chứ nó không phải phát triển gì thêm đâu. Và cái chuyện mình trở lại đây là mình nói chuyện về tướng và tánh giới. Mình vừa có một cái ví dụ là có những người nội thì bí Bồ Tát chi tâm, ngoại hiện phàm phu chi tướng. Bên trong lòng của họ là bậc thánh, nhưng bên ngoài hiện tướng phàm phu. Mình đừng nghe như thế rồi mình bắt chước nghe, tại vì mình phàm phu rất là đặc sệt từ bên ngoài tới bên trong, chứ mình chưa phải là bí Bồ Tát chi tâm đâu. Và chuyện nó xảy ra rất vui thế này, đó là trong cái truyền thống Tây Tạng có một bà cụ, bà mang cái tượng Quan Thế Âm lên để nhờ vị thầy trụ trì chú nguyện. Và khệ nệ từ dưới chân núi đi lên thì bất thần giữa kẻ núi xuất hiện ông thầy. Ông đó là sư huynh của vị trụ trì, nổi tiếng là người ăn thịt uống rượu và không có giới hạnh gì trang nghiêm cả, không có thanh tịnh chi cả. Và cả chúng người ta ghét, và hàng xóm láng giềng ai cũng không ưa. Người ta chỉ thích cái vị thầy trụ trì vô cùng đạo mạo, vô cùng đoan trang, đứng đi phải phép. Chứ còn ai ưa cái ông thầy hoàng xuyên kiểu đó, cho nên ông chặn đầu bà, hóa cho bà đi đâu, đâu có né đường nào, đường núi chỉ có một mà thôi. Dạ thưa thầy, tôi đi kiếm hòa thượng trụ trì trên đó để nhờ ngài chú nguyện dùm bức tượng Quan Thế Âm. Bà đưa tôi coi thử. Đưa ông sổ cái, ông mở cái sẹt ra, ông nói cái tượng này mà chú nguyện cái chi.
ổng ném qua bên đó cạnh rồi xin lỗi các vị là ổng lại tè lên nó luôn, ổng nói nè đem về đi. Cái bà già bà khóc thôi tức tưởi, và bà mới đem lên bà kiện cái vị trụ trì. Đem lên vừa khóc vừa thưa tức tưởi, nó thưa thầy, thầy coi này con công phu vô cùng, bằng tất cả lòng thành kính con nhờ người ta vẽ dùm cái tượng Quan Âm. Thế là trên con đường đi đến đây thì con lại bị vị sư huynh của thầy á phóng huế tiểu trên cái bức tượng của con, thầy làm có thầy thầy làm sao thầy thường dùm con, mất cái sự tôn kính và con vô cùng là buồn buồn giận, con không biết phải làm sao, xin thầy thương thầy giúp dùm con. Ông nói ồ bà đưa đây tôi coi thử. Thế rồi mở ra thì thấy bức tượng Quan Âm từ trên dưới được dát vàng thưa các vị, giống như vàng cán mỏng, nó dán một lớp dày ở trên tượng Quan Âm sáng chói hào quang rực rỡ. Cái bà mất hồn, thầy nói đấy sư huynh tôi dát vàng nhưng tượng mà. Thế là từ đó tới sau người ta tìm ra thì bóng dáng của vị sư đó ẩn mất không có xuất hiện nữa. Tức là khi Bồ Tát hiện một chút thần thông cho người đời thấy cái năng lực nội bí Bồ Tát di tâm ngoại hiện phạm vô di tướng á, thì lúc đó ông nhập Niết Bàn á. Còn bình thường thì thưa các vị người ta tưởng đó là kẻ phá giới phạm trai vô cùng là vô cùng là phàm phu thấp hơn tăng chúng bình thường, nhưng mà khi các ngài cần để cho người nhân thế có được niềm tin với Tam Bảo, ngài hiện một chút thần lực của vị Bồ Tát tái lai, sau đó thì ngài vẫy tay chào nhân thế nhập Niết Bàn mất. Thường đó là như vậy. Thưa đại chúng là trong những cái và trong những câu chuyện nó vô cùng hay ho của truyền thống Luật Tạng thôi là đã có nhiều điều nó nói được cái chủ đề mà chúng ta khai thác, nghĩa là tánh và tướng. Tóm lại là những người còn phàm phu mắt thịt như chúng ta thì chúng ta đừng đánh giá ai là người giới hạnh đoan trang hay là người không giới hạnh đoan trang chi cả. Tại vì thưa các vị, với con mắt của các bậc thánh thì các ngài mới thấu suốt được tâm thức của người, còn với con mắt phàm chúng ta thì ta đánh giá người qua cái nhân ngã thị phi, qua cái lớp dày vô minh của ta, cho nên không hề chính xác. Điều thứ hai, chính thật là một người tu, một người thọ Bồ Tát giới thì người đó sẽ không thấy lỗi ai hết thưa các vị. Mà họ thấy lỗi ai? Họ làm một việc vô cùng đơn giản là họ thấy họ chứ không phải thấy người khác. Rồi khi trái tim của các vị nó tràn đầy cái năng lực tu, thế thì các vị có đâu có nhiều thì giờ rảnh đâu để nhìn ngó thiên hạ, để phán đoán thị với phi. Nhìn người không làm được một điều là khởi từ tâm rót xuống đời sống người ta, tri ân người ta, thì vẫn là một việc vô cùng tự nhiên của người tu, đó là nhận biết sự có mặt của người nhưng mà lòng không phán đoán, không phê bình, không chỉ trích, không thị phi. Kỳ thực là thì giờ mình đâu có nhiều để mình làm cái chuyện đó, người ta dư thì giờ thì người ta làm cái chuyện đó. Còn mình thưa các vị, mình chạy đua với vô thường từng ngày, cho nên đúng thực đúng nghĩa người tu là không có chút thì giờ để nghe cái chuyện thị phi của thiên hạ, không có chút thì giờ để phán đoán phải quấy của ai, càng không có chút thì giờ để mở miệng ra bàn luận gì về chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện dở, chuyện hay của ai cả. Chuyện đó nó vô cùng phù phiếm, mất thì giờ, không lợi ích chi cho ta, không lợi ích chi cho người cả. Trừ những người có trách nhiệm. Thế nào là người có trách nhiệm? Ví dụ như các vị làm bố, làm mẹ, làm ông, làm bà, có trách nhiệm nuôi dạy người trong nhà thì các vị giám sát con cháu mình. Trách nhiệm thứ hai là trách nhiệm của những vị thầy, ví dụ như thầy trụ trì ở đây, có trách nhiệm chăm sóc sự tu tập của các vị thì còn nói thế này thế kia phân tích và rầy la các vị. Chứ còn không có trách nhiệm với nhau thì nói làm gì? Điều thứ hai nữa là cái nền của sự nói năng họ được xây dựng trên từ tâm, trên vị tha, chứ không phải là trên cái tâm thức ganh tị nhỏ nhoi thị phi mà làm. Nói với người một lời đều từ cái trái tim mong muốn sự thành đạt ích lợi đến với người,
chứ không giống như chúng ta. Chúng ta đói thì chúng ta muốn bươi móc người, muốn phải quấy về người, mà ta cứ tưởng chừng như mình nói người ta xấu được một điểm á, cái mình tốt ra. Thông thường cái mình có ý nghĩ như thế, tôi vạch được cái xấu của ai chừng như tôi cao hơn người ta, tôi sáng sủa hơn người ta, tôi tốt đẹp hơn người ta, cho nên người ta mới ưa thị phi. Thế thì cái nền của chuyện phê bình phải quấy của ta, cái nền của nó là tâm phàm, nền của nó là sự thị phi, nền của nó là cái tâm ganh tị. Cho nên các vị lưu ý điều này, đừng bao giờ để cho mất thì giờ vì những cái chuyện vẩn vơ vô ích như thế. Đó là mình giải thích một chút về tướng và tánh. Tánh thì nó chìm sâu, tướng thì nó hiện ra ngoài. Đôi khi tướng nó hiện nhưng mà tánh không có. Đôi khi người ta có cái tánh Phật sẵn, năng lực tu tập người ta nó tràn đầy, nhưng mà vì muốn gần gũi, vì muốn bình thường, vì muốn con đường độ sinh nó thuận lợi, cho nên họ không dám biểu lộ cái phẩm chất thánh nơi họ mà thôi, để cho các vị tiếp cận họ nó dễ, nó gần gũi. Và thông thường thì những người gần với ta thì ta mới có khả năng học hỏi. Còn ông đó là thánh rồi thì mình nghĩ chắc mình phàm, học theo ông cũng biết đời nào và thành tựu được quả vị, cho nên mình cũng tạo sự cách biệt, không dám đến gần. Thế cho nên bậc thánh là thật ấy, các vị không nhận ra bậc thánh mà vừa vừa thì mình thấy cao vời vợi. Bậc đức hạnh hoàn thiện thì thưa các vị rất giống như các vị, chứ không khác gì cả. Còn đức hạnh mới tập tè thì thấy ôi thầy đó hay ghê, thầy đó tuyệt vời ghê, mình còn phê bình, còn thấy được. Còn đạt đến cái mức độ thâm sâu của sự tu tập thì đừng hòng có bị thăm dò được cho mất công. Nguyên tắc của nó là như vậy. Đại trí, nhà nho họ nói đại trí nhược ngu, trí tuệ mà tột cùng thì nó khờ khờ giống như ngu, mà trí tuệ ba mớ ba vơ thì nói năng nó trôi chảy cuồn cuộn, nói tiếng hồ hóa chữ, cỡ cỡ như thầy Phước Tịnh loại nói nói cuồn cuộn, nó sai nói xưa từng chừng như chữ nghĩa đâu nó tuôn ra, nhưng mà thành phần nó phải trí tuệ dở hơi thôi, nhưng chưa phải là trí tuệ chi. Các vị hãy nhớ như vậy để đừng bị người ta lừa gạt. Thế rồi chúng ta đi vô kế tiếp. Cái điều mình muốn thưa đó là tướng và tánh nó đã đủ để cho các vị hiểu rồi, có phải vậy không? Cái câu của Ngài Huệ Năng Ngài nói rất là hay, chúng ta đi vô đây một câu nữa. Này, Ngài cũng nói về tướng và tánh thế này. Trong Nguyên Văn chữ Hán đó là giới bản nguyên tự tánh thanh tịnh. Cái gốc của giới đó là tự tánh thanh tịnh. Cái điều cuối mình muốn thưa đó là trích từ cái câu của Ngài Huệ Năng là giới bản nguyên tự tánh thanh tịnh. Cái gốc của giới á là bản chất tâm thanh tịnh, đó là gốc của giới. Và Ngài giải thích thêm, tâm mà phải quấy á, tâm mà ác độc, đó là độc động vật. Ngài nói là tùy vào tâm thức, các anh suy nghĩ điều gì thì anh biểu lộ ra cái dạng con người như thế. Tâm ác độc, sân si thù hận tràn ngập thì anh chìm ngập trong cái dạng đó thì anh là loài động vật thấp. Tâm hiền thiện thì đó là những vị thiên. Tâm nó có hai phần, cũng có thiện và có ác, thì anh sinh ra anh vốn là người trong cuộc đời này. Và tâm từ bi hỷ xả, đó là những vị Bồ Tát.
Tâm an trú trong trạng thái tịch lặng, chói sáng hiện tiền, chánh niệm rõ ràng, thì là Phật hiện thế. Đó là lời của Ngài Huệ Năng Ngài nói. Và cái câu của Ngài tổng kết cái phần giới tánh thanh tịnh đó là vô phi, rồi vô si. Tự tánh vô vô phi, vô si, vô loạn. Vô phi tức là không có sai trái, không có mê mờ, không có bị loạn động. Từng niệm an trú trong bát nhã quán chiếu. Từng niệm an trú trong bát nhã quán chiếu. Đây là người an trú trong tự tánh thanh tịnh Phật. Đây là câu kết của Ngài Huệ Năng. Và trong một bài một bài kể tóm tắt về về pháp đốn ngộ, Ngài nói tâm bình hà lao trì giới, hạnh trực hà dũng tham thiền. Nó cũng mang cái nội dung là tổng kết cái phần giới tánh của Ngài muốn truyền đạt. Tức là khi tâm đã bình ổn, không còn loạn động, không còn giới niệm, an trú trong tự quán bát nhã thì không cần phải trì giới. Và hạnh trực có nghĩa là tâm an trú trong trạng thái chánh niệm hiện tiền, thì lời nói việc làm luôn luôn tuôn chảy ra từ cái ý, từ cái tâm thức tràn đầy từ bi, cho nên không cần tu thiền định làm chi cả, tại vì lúc nào cũng an trú trong thiền định. Đây là cái định nghĩa về tánh giới nó sâu sắc như vậy. Và trở lại câu này, thưa các vị, tâm các vị không còn khởi niệm, không còn buồn giận ghét thương, đó là trạng thái tiêu cực thứ nhất. Trạng thái thứ hai là cũng không có chìm vô cái trạng thái vô ký, lãng quên, mờ mờ, tối tối, vô minh, và cũng không có bị loạn động. Sự nhận biết nó luôn tỏa chiếu tỉnh sáng hiện tiền, và không một phút giây nào không có năng lực bát nhã sáng chói. Thế thì người đó đang an trú trong tự tánh thanh tịnh, cũng có nghĩa là an trú trong tánh giới bình đẳng. Hay nói một cái từ khác cho nó quay hơn, đó là an trú trong tự thể niết bàn của chính tự tâm họ. Cũng có nghĩa rằng họ là thân phàm phu đang hiện có giữa nhân gian, nhưng mà họ là Phật giữa trần thế này. Đó là lời giải thích từ trong kinh văn Pháp Bảo Đàm. Và cái chuyện nó gần hơn, để mình nói là các vị tưởng nào nói xa xa không dính chi tới mình. Chuyện gần hơn đó là ta có khả năng làm điều này không, ta có khả năng làm điều này không, có thể sống với những sát na như thế này không, những phút giây như thế này không? Có chứ. Nếu mình học mà mình không ứng dụng được nó trong đời sống của mình, thì mình học khơi khơi, mình chỉ học cái chuyện ông A và B, thì nó có lợi ích chi cho tự thân? Thế thì thưa các vị, để quy chiếu lại, năng lực có thể hành trì được tánh giới nơi các vị đó là thế này. Khi các vị nhìn, các vị nghe, các vị ngắm, các vị nói năng, nhưng mà không lúc nào các vị rời cái năng lực nhận biết của tâm thức chói sáng hiện tiền của các vị, thì các vị đang an trú trong tự tánh thanh tịnh. Cũng có nghĩa là đang thọ trì tánh giới của Bồ Tát giới. Cũng có nghĩa là trong một phút giữ gìn được 10 giới trọng và 48 giới khinh của Bồ Tát giới do Đức Thế Tôn truyền đạt.
Rồi mình dùng cái ví dụ gần để cho các vị thấy. Ví dụ như ngay phút giây này, tâm các vị nó không có chạy về nhà, nó cũng không có lo lắng gì về chuyện tương lai, nó cũng không có phải suy nghĩ một cái điều gì cả. Nó dừng lại ngay bây giờ và ở đây nó chỉ biết Thầy Phước Tịnh đang nói, và âm thanh bao nhiêu lời ông nói nó đi ngang qua các vị đều nghe rõ ràng sáng tỏ, không có phải đang ở trong một cái trạng thái là khờ ngủ quên. Đó là cái trạng thái tâm thứ nhất. Trạng thái tâm thứ hai là gì? Cũng không có khởi trong ý thức mình cái lời phản đối là sao mà ông nói gì nó dài dữ vậy hả? Cái bệnh nói dài gì nhau không chịu bỏ hay sao á? Ví dụ như trong tâm thức các vị khởi lên ý niệm đó, thì các vị đang chống đối, đang phản bác, đang lý luận, đang thầm thì về bản thân tôi, tức là về Thầy Phước Tịnh. Còn các vị lặng hết những cái điều suy nghĩ thầm thì đó, chỉ còn lại một trạng thái rất là thuần, đó là gì? Lắng nghe. Ông nói gì thì mình nghe cái ấy, không phê bình, không phản bác gì cả. Và cũng không chìm trong cái trạng thái ngủ quên, tức là các vị không chìm trong loạn tưởng, và cũng không có lạc vô si mê, và các vị đang an trú trong cái tự quán bát nhã hiện tiền. Thế thì rõ ràng là cái phút giây đang trú ở trong tự tánh giới thanh tịnh đang có nơi các vị, chứ không phải không, và rất dễ xảy ra chứ không phải là khó. Dễ hay khó? Bây giờ đã có rồi. Thế rồi mình dùng một cái ví dụ thứ hai, như đêm hôm chúng ta có một buổi sám hối. Thưa đại chúng, là khi mình bày cho các vị cái cách là các vị đang lại từng lại những danh hiệu Phật, các vị cũng đang an trú trong ánh sáng chói chang của mười phương chư Như Lai đang phóng xuống nhiếp hộ các vị. Mình tưởng cái điều này nó xa vời, nhưng mà thưa không, các vị thấy người ta vẽ cái bức hình Di Đà biến tướng đó, tức là từ cảnh giới Tây Phương Đức Di Đà đang ngồi nơi đây, ông phóng ánh sáng xuống từ mắt ông phủ trùm cái con người của chúng ta đang lại Phật trong đạo tràng này. Và cái từ người ta thường dùng để trước chánh điển đó là Phật quang phổ chiếu, ánh sáng của Đức Phật phủ trùm vậy, phải không? Rồi trong những danh hiệu Phật thì chúng ta thấy có Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, và hai cái từ danh hiệu Phật rất là gần, rất là nhiều ở trong Hồng Danh Bồ Tát là từ chi? Một là vương, là vua. Hai là quang, là ánh sáng. Các vị đếm lại coi là 108 lại đó, thì hai cái chữ đó rất là nhiều, hầu như vài ba tên vị Phật thì có cái tên một là vương, hai là quang thôi. Tại sao gọi là vương, tại sao gọi là quang? Vương là gì? Vương là vua. Tại sao gọi là vua? Thưa các vị, cái năng lực tự chủ rất là mạnh, tức là cái năng lực tuệ giác của các vị rất là mạnh. Các vị một là để cho mình làm bằng dân, làm tôi tớ, làm cái ăn mày, đi theo xin người ta. Hai, các vị là những hoàng đế. Thế nào là những hoàng đế? Hoàng đế thì có quyền ban phát, có quyền cho, có quyền ra lệnh, chứ không phải là cái kẻ đi xin người ta. Thế nào là ra lệnh? Thế nào là ban phát? Phiền não nó đến với tôi đuổi theo đuôi nó, tôi năn nỉ nó phiền não ơi xin mi vui lòng mi tha cho ta, thì đó là ăn mày đó. Thế nhưng mà phiền não nó đến với các vị trợn con mắt tội quá mắt nhã nhìn đó, các vị là người nhìn, phiền não là cái kẻ bị nhìn, cái đối tượng bị nhận biết. Các vị chỉ cần làm gần nó việc thôi. Thế thì mình hình dung là ông chủ nhà ông đi vắng thì chuyện gì phát sinh? Tôi trai tớ gái nó bôi râu, nó vẽ mặt, nó lên nó làm vương làm tướng ở trong nhà. Nhưng mà ông chủ nhà về ông đâu cần làm gì theo, ông chỉ cần mở cửa nhà bước vô nhìn thì chuyện gì phát sinh? Trôi tay tôi trai tớ gái lập tức sẽ đi xuống bếp ngay, chùi mặt cũng không kịp nữa. Thưa các vị, vội vàng lủi mắt thì phiền não của ta giống như thế. Ta quên, ta nghĩ rằng nó là kẻ thù, nó là ta, ta đồng nhất ta vào nó, cho nên ta bị nó dắt dẫn, ta bị nó nhận chìm, ta bị nó sai khiến. Nhưng mà khi các vị làm một việc ta mời năng lực nhận biết về,
Các vị là người thấy, phiền não là cái vị thấy, liền tức khắc các vị hồi phục một lần hai phẩm chất. Phẩm chất thứ nhất, các vị là vua, có năng lực nhận biết thì phiền não liền biến mất. Phẩm chất thứ hai là ánh sáng, rọi thì nó liền vắng mặt. Cái điều kỳ lạ là vô minh, phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn, nó là một loại giặc cướp, nó lợi dụng bóng tối để nó có mặt thôi. Nếu các vị làm cho tâm thức các vị chói chang ánh sáng của sự nhận biết thì không có cái tên phiền não nào dám xuất đầu lộ diện cả. Thế cho nên tất cả danh hiệu mà Phật Phật chúng ta lại đều có cái tên vương là một, quan là hai. Thì từ cái điều đó, thưa các vị, trở lại đêm hôm chúng ta đã có một buổi sám hối và mình bày cho các vị một cái cách để các vị vừa làm vua mà vừa làm Đức Phật phóng quang phổ chiếu vào tự thân các vị. Đó là cách gì? Mình thấy là một việc rất là dở nhất và vụng về nhất là các vị vừa lại Phật, nhưng mà các vị vừa nhận biết rằng ánh sáng của thập phương chư Như Lai đang phủ trùm xuống đời sống các vị. Đó là bước cạn chúng ta thử hành trì để thấy là cái năng lực vô cùng hiệu quả là từng lại của chúng ta. Thưa các vị lại xuống, các vị đứng dậy, các vị quỳ phục, các vị lắng yên nghe. Rõ ràng là từng lại chúng ta cái năng lực chuyển hóa tự tâm nó rất là sâu, chứ nó không có đơn giản chỉ là cái chuyện lại Phật lụp cụp để đếm lại mà thôi. Và thông thường nếu mình lại Phật bằng tất cả cái tấm lòng vừa vừa niệm Phật, vừa lễ Phật, vừa quán chiếu như thế, thì thưa các vị, 1.000 lại đi ngang qua ta thấy nó nhẹ tên. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, rõ ràng là cái năng lực của lại Phật nó làm cho các vị tiêu trừ tất cả nghiệp chướng từ hà sa kiếp quá khứ cho tới hôm nay, liền dẹp sạch, đều bị đốt cháy. Còn nếu mình chỉ lại Phật một cách đơn thuần bằng cái thân này mà cái tâm không chịu lại, thế thì các vị dù có lại Phật cả một đời, các vị cũng không có cái cơ may chuyển hóa được phiền não bất an nơi trái tim của các vị. Đó là cái cách thứ nhất, mình giải nghĩa một cách rất là cạn để các vị thấy là khi có năng lực tuệ quán bát nhã chiếu vào tâm thức các vị thì tự nhiên các vị an trú trong tánh giới thanh tịnh, an trú trong tự tâm thanh tịnh của chính mình. Và điều thứ hai, mình dùng con mắt của thiền tập để nhìn vào vấn đề này thì các vị thấy nó càng rõ nữa. Thưa đại chúng, là bước vào cái tầng tu tập thứ nhất đó là niệm thân hành thôi. Bây giờ mình phải ăn gian cái chuyện này vô cái chuyện tu mới được, chứ không thôi cứ học chữ nghĩa không đâu có hay gì đâu. Cho dù mình có học cái chi đi nữa, nhưng mà các vị nên biết là cái gốc của mình là một việc này thôi, mình phải nói thôi. Nói không được điều này là tối nay không ngủ được. Tứ niệm xứ. Thưa các vị, là truyền thống thiền tập của Đức Thế Tôn từ quá khứ, một bài kinh tứ niệm xứ thôi là bao trùm luôn Tam Tạng Thánh Điển Như Lai, bao trùm luôn cả Đại Thừa và cả Thiền Đốn Ngộ Trung Hoa nhé. Mình đừng có nghĩ rằng Đại Thừa là cái gì ghê gớm, và đừng nghĩ rằng Thiền Tông Trung Hoa Đốn Ngộ Kiến Tánh Thành Phật vân vân, cái từ nó rất là kiêu kỳ mà nó vượt ngoài tầm của tứ niệm xứ với Đức Như Lai. Dạ, thưa không, nhảy tới phương trời nào vẫn ở trong bàn tay của Như Lai mà thôi. Hãy hiểu điều này cho kỹ. Thế thì cái điều mình nói ở đây đó là thiền tứ niệm xứ nó có công năng gì, nó liên hệ gì với tánh giới mà chúng ta đang giải thích đây? Thưa các vị, một phần trong tứ niệm xứ đó là niệm thân hành. Niệm thân hành là chi? Nó là nhận biết toàn thân. Nghĩa là hay dùng một cái từ khác là phủ sóng toàn thân. Cái từ phủ sóng nó rất là quen với chúng ta, có phải vậy không? Trên mặt hành tinh này, nơi nào mà vệ tinh nó phủ sóng thì nơi đó các vị mở cell phone ra, các vị mới có khả năng nghe được người thân của mình gọi đến. Có những cái vùng mặt đất, thưa các vị, sóng không đến, từ trường của điện nó không đến, cho nên các vị mở cell phone gọi không có được. Đa phần bây giờ chúng ta đều dùng cell phone cả. Thế thì thưa các vị,
Cái điều rất rõ ràng là trong không gian mênh mông vô hình này mình không thấy sóng là chỗ nào cả, nhưng mà có hay là không có? Có. Nếu vệ tinh nó làm ăn tốt á, thì sao? Không có một cái thung lũng nào không có tín hiệu để chúng ta gọi điện thoại cả. Không có một hang động nào tối tăm mà không có tín hiệu để chúng ta gọi điện thoại cả. Có phải vậy không? Thế thì phủ sóng toàn thân có nghĩa là chi? Các vị dùng cái năng lực nhận biết của tâm phủ trùm toàn thân của các vị. Và cái điều này nó vô cùng dễ chứ không phải khó. Và đây là một pháp môn thực tập, đi vào thiền tập một cách nó vô cùng là phổ biến nha. Ví dụ như các vị chỉ học một phương pháp thiền tập bằng cách là đi chậm chậm bước từng bước, nói theo cái ngôn ngữ thi ca là từng bước từng bước từng bước thầm đó, mà không đi như thế thì không tu được. Nhưng mà nếu các vị thọ trì cái pháp của Đức Thế Tôn dạy là niệm thân hành thôi, thì các vị đi tới trời các vị cũng vẫn thiền tập được. Tại sao? Tôi nhìn ra ngoài nhưng đồng thời tôi có con mắt nội tâm, tôi đang thấy toàn thân tôi, được hay là không được vậy? Tôi đang nhìn các vị nhưng mà tôi cũng đồng thời thấy tự thân chứ. Có những lúc tôi quên thì tôi chỉ nhìn các vị, tôi quên cho nên tôi chỉ sa đà trong cái chuyện tôi nói mà thôi, tôi không làm được việc là tự nhìn lại mình, tự nhận biết lại mình. Nhưng mà nếu năng lực thực tập của tôi giỏi thì tôi vừa nói với các vị, tôi vừa làm điệu làm bộ đưa tay đưa chân, nhưng mà tôi cũng vừa làm một việc đó là nhận biết toàn thân được. Được không? Được chứ, đâu khó gì đâu. Thế thì khi cái sự tác ý của các vị mà nhận biết toàn thân không một phút phút nào vắng, thì các vị đang an trú trong niệm thân hành, cũng mang một cái hàm nghĩa là các vị đang an trú trong chánh quán bát nhã, trong tuệ tri, trong niệm giác ngộ, trong ánh sáng chói chang của Đức Di Đà đang phóng quang nhiếp hộ các vị. Các vị đang an trú trong thường tịch quang tịnh độ, cũng có nghĩa là an trú trong vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức của chính tự tâm các vị. Công đâu có cần gì nhiều, chỉ cần làm một việc đó là các vị luôn nhận biết toàn thân thôi. Thế thì các vị đang dùng cái năng lực tuệ giác của các vị quán chiếu tự thân và phương pháp hành trì này, thưa đại chúng, là được trích ra từ Thiền Tứ Niệm Xứ của Đức Thế Tôn dạy. Niệm hơi thở là một, niệm thân hành là hai, và mình nhận biết hơi thở đang đi vào đi ra thì gọi là niệm hơi thở. Nhưng mà niệm hơi thở thì nó có một cái có thể phát sinh rất dễ, đó là nó có thể làm cho hơi thở mình mất tự nhiên. Nhưng mà niệm thân hành thì không hề xảy ra cái phản ứng phụ gì cả. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị chạy, các vị đi chậm, các vị đi nhanh, các vị làm mọi việc. Cái yêu cầu rất là giản dị đó là lúc nào đi nơi đâu các vị cũng làm một việc, đó là dùng con mắt bên trong nhận biết toàn thân, thì các vị đang an trú trong thiền. Vô cùng dễ. Và mình cứ tưởng đâu rằng phải qua tới phương trời Nhật Bản kia mới học được cái cách là cắm hoa, uống trà vân vân, cái thứ chi cũng là thiền. Trà đạo, hoa đạo, kiếm đạo, cung đạo, đánh lộn đạo luôn. Tại vì nó nhu đạo là đánh lộn, thưa các vị. Thưa các vị, không cần phải qua tới đất Nhật các vị mới học được những cái món này. Các vị chỉ cần đọc trong một bài kinh Đức Phật dạy về tứ niệm xứ và các vị niệm thân hành, thì mọi hành động của các vị đều an trú trong thiền tập cả. Đi tới, đi lui, nói năng vân vân, đưa tay, kéo tay, nheo mắt, nhướng mày vân vân, đều an trú được trong thiền tập. Không có gì khó cả. Chỉ cần làm một việc, mời năng lực nhận biết phủ trùm toàn thân, thì các vị đang an trú trong thiền tập. Cũng có nghĩa là an trú trong tánh giới của Bồ Tát giới. Dễ hay khó? Và có như thế thì thưa các vị, ta giữ giới một ngày hay là giữ giới một giờ? Thưa các vị, giữ từng sát na giới pháp của Đức Thế Tôn chế định. Hơi thở vào, hơi thở ra có giới. Hơi thở vào, hơi thở ra an trú trong thiền tập. Chứ không phải cái chuyện tu nó chỉ xảy ra ngày nay, rồi năm ba bữa nghỉ xả hơi rồi sẽ có một ngày tu, thứ không. Phật là Phật liên tục từ đầu hôm tới sáng, là từ sáng tới tối. Chứ không có chuyện Phật
vài giờ đồng hồ rồi, vài giờ làm hồ làm đồng, vài giờ đồng hồ làm chúng sinh, không có chuyện đó bao giờ. Hoặc là từ đầu tới chân, có phải không? Từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, cả con người là Phật, chứ không thể Phật một chút rồi làm chúng sinh được. Thế thì thọ Bồ Tát giới, hành trì nghiêm túc, là an trú trong thiền tập, an trú trong pháp hành trì để tu tập. Và chỉ cần một pháp hành trì niệm thân hành thôi thì các vị đã an trú được trong tánh giới của Như Lai, an trú trong tự tánh thanh tịnh của chính các vị. Và nếu làm được cái điều này thì sao? Thì sao? Hiện tiền, thưa các vị, đã là Bồ Tát rồi nghe. Chứ đừng có nghĩ rằng mình phải bỏ hà sa kiếp mình mới là Bồ Tát. Tự thân các vị đã có cái chủng nhân Phật, chứ không phải là chủng nhân Bồ Tát bình thường. Và nếu các vị an trú được trong cái trạng thái tâm thức như thế này, thì các vị có thể thành đạt được sự giác ngộ trong một hình hài này. Đừng nghĩ rằng là phải mất hà sa kiếp. Thưa các vị, thiền tông không nói cái chuyện là chết rồi sinh về cảnh giới nào đâu, mà ngay hiện tiền chứng nghiệm an lạc của pháp thân thôi. Thì con đường của nhiều tông phái, con đường của các pháp môn tu tột cùng là phải đến chỗ này chứ không phải chỗ khác. Mình tưởng là con đường Tịnh Độ Tông khác với thiền ư? Không, tất cả những vị tổ khai triển thiền, khai triển Tịnh Độ Tông đều đi ra từ thiền tông cả. Gần nhất đó là ngài Vĩnh Minh Viên Thọ. Các vị biết là đã sáng được đạo, đã thấy được tâm, đã ngộ được thiền, kế thừa quả, kế thừa dòng chảy của thiền Phật môn. Sau đó ngài nghĩ rằng cái pháp môn giúp cho người ta có thể vạn người đều khởi phát niềm tin và đi vào cửa thực tập được là cửa tịnh độ, từ cái tiếng niệm A Di Đà Phật để đi vào tự tánh Di Đà, cho nên ngài triển khai pháp môn niệm Phật. Và kỳ thực là hầu hết tất cả những văn bản tụng của chúng ta từng ngày của Phật giáo truyền thống đều có cái hương vị của thiền tông đi vô, chứ không văn bản nào thiếu cả. Thậm chí mình mở tam thời hệ niệm của ngài Tịnh Không bên Úc, các vị biết người ta tôn xưng ông là tổ Tịnh Độ Tông hiện tại đó nghe. Thì tam thời hệ niệm của ngài Trung Phong Minh Bổn Thiền Sư soạn cho, chứ không phải ai xa lạ. Và trong đó có những cái câu nó rất ư là thiền ngữ. Và từ cái điều đó để chúng ta trở lại, thưa các vị, một pháp hành trì thôi là niệm thân hành thôi, thì các vị đã có thể thành đạt được hiện tiền. Đó là chi? Hiện tiền đó là nếm được hương vị chánh pháp, có được sự an lạc hiện tiền, rồi các vị mới có thể khởi phát niềm tin vô cùng vững chắc với Tam Bảo. Bằng mình chưa có nếm được hương vị pháp, chưa thấy được đường đi, thì thưa các vị, niềm tin của mình nó vẫn còn lắc lai, nó vẫn còn sớm mưa chiều nắng, chứ còn chưa có thể kiên định như kim cương được. Một hôm có một đứa đệ tử thôi, nó nói: thưa thầy, trong những danh hiệu của Đức Phật lại sám hối đó, có một danh hiệu mà vợ con nó rất thích, mà ví như danh hiệu đó thêm vô vài chữ nữa thì nó cũng mê nữa. Mình hỏi: chứ cái danh hiệu gì? Nó nói: thưa thầy, cái danh hiệu là Nam Mô Kim Cương Bất Hoại Phật đó, nó thích lắm. Thêm vô là 10 carat kim cương bất hoại Phật thì còn ngon nữa. Chứ còn kim cương không biết mấy carat cho nên nó chưa mê đâu. 10 carat kim cương bất hoại Phật. Thưa các vị, mình nói cái chuyện vui, nhưng mà trở lại, khi các vị nếm được hương vị pháp hành trì thì cái niềm tin của các vị đối với Tam Bảo nó là niềm tin của kim cương bất hoại, kiên định như kim cương, không có nghiền nát. Ví dụ như có nghiền nát thì kim cương không thể trộn được với cái bất cứ thứ chi nữa. Có nghiền nát hình hài ra làm trăm mảnh vụn cũng không thể mất được niềm tin Tam Bảo. Còn nếu các vị vẫn chưa nếm được chánh pháp hành trì, thưa các vị, niềm tin như chúng ta còn lay lắc. Tại sao vậy? Ta chỉ hướng ngoại đi tin thôi, ta không thể hướng nội. Chừng nào các vị hướng nội, các vị tin rằng cái chủ nhân Phật của mình có khả năng thành đạt được, thì niềm tin nó mới không mất. Còn hướng ngoại là sao? Thấy ông thầy đó, ông tiếp xử dễ thương, thấy ông thầy đó có phẩm hạnh đoan trang, rồi mình từ cái tình cảm với ông thầy, từ cái sự cung kính với ông thầy, mình khởi niềm tin. Và thưa các vị, ông thầy giữa trần thế này có khi ông là phàm chứ chưa phải là thánh đâu. Thậm chí có khi ông là thánh nhưng mà ông hiện tướng phàm rồi, các vị nào có biết.
Các vị thấy khi thế này khi thế khác. Khi tới chùa thì ông vồn vã ông hỏi han, khi tới thì ông chẳng buồn hỏi, ông còn chửi cho một trận. Thế thì niềm tin chúng ta làm sao mà có thể duy trì bền được, sớm nắng chiều mưa theo cái tình trạng của các vị thầy xử sự với chúng ta. Trong khi đó quay vào bên trong, nhận ra được cái bản chất tánh giới của các vị là bản chất Phật thanh tịnh của các vị, khởi niềm tin và tu tập rồi thì không có ai làm lai chuyển được cả, không có thầy nào làm cho các vị thối Bồ Đề Tâm cả. Dù cho hành tinh này có cháy rụi thành tro, chúng ta cũng không mất niềm tin với Tam Bảo. Đừng nói cái chuyện các thầy lên, các thầy xuống, các thầy có phẩm hạnh không phẩm hạnh, chuyện đó không dính gì với các vị cả. Do vậy thưa các vị, khởi được niềm tin, đó là khi các vị nhận ra được cái phần sâu thẳm tự tánh thanh tịnh của các vị, và nhận ra được điều đó thì tự nhiên thành tựu được tánh giới, tự nhiên có niềm tin vững chắc như kim cương bất hoại trong trái tim các vị. Đó là phần thứ hai. Phần B ta nói gì? Tướng và tánh giới. Và xin hỏi lại một câu là gần này các vị đã thấy được đường đi, thấy được pháp hành trì, đã có niềm tin với Phật chưa? Cái chuyện này nó vô cùng dễ, có phải vậy không? Tôi cố tình thuyết phục để các vị tin Phật nọ Phật kia thì nó khó. Còn tôi giải bài tỏ tường để các vị quay vào bên trong, các vị tin Phật của các vị thì mắc gì đâu mà khó. Tại vì bản chất bên trong các vị đều có cái phần này. Cái phần rất rõ ràng đó là phiền não và cái không phiền não, cái sinh diệt đến đi trong tự tâm và cái không sinh diệt đến đi ngay nơi chính các vị. Phần này khéo giảng trạch thì ta thấy rất rõ là đây là buồn, đây là giận, đây là lo lắng, đây là bất an. Mà tôi còn nhiều hơn những cái đó, tôi còn là cái phần nhìn thấy buồn giận đến đi sinh diệt nữa chứ. Chứ tôi đâu phải chỉ ngần đó mà thôi. Tôi đâu phải chỉ có cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái suy nghĩ bồng bềnh đâu. Ngoài những cái phần sinh diệt nổi lên trên bề cạn đó, tôi còn cái phần là cái nhận biết những cái ấy đang đến và đi. Có điều tôi chưa quen với công việc làm này, cho nên có những lúc tôi biến mất. Khi buồn giận đến đi đến thì tôi liền buồn giận ghét thương. Có những lúc tôi suy nghĩ, nhưng mà có những lúc thì ba tôi cũng được tỉnh hồn tỉnh vía một chút, cho nên nó đến nó đi là chuyện của nó, mà tôi là người nhìn thấy nó. Có những lúc như thế. Thế thì thưa các vị, Phật là cái sẵn có nơi các vị, năng lực bát nhã là cái sẵn có nơi trái tim các vị. Các vị có khả năng sống được với điều này, và chỉ cần dành vài phút giây quán chiếu tự nhìn lại mình, nhận ra thì các vị có niềm tin với Tam Bảo vô cùng vững chắc. Chuyện nó phải như vậy, chứ không khác được, chắc như thế. Đó là điều thứ hai chúng ta nói về tánh và tướng. Thế rồi đi thêm nữa, chứ mà không thì cứ lây quay vào chuyện này hoài, tới gọi là công giờ một cách quá đáng thì lãnh tiền đâu có được. Có một hôm mình đọc một cái thông tin vui lắm, mình kể cho các vị nghe. Người ta bảo rằng trong một phút ấy, anh có khả năng nói 120 từ cho tới 180 từ. Tôi không biết cái tốc độ nói của tôi thì nó tới 100 mấy mươi từ thì tôi không biết, nhưng mà tương đối có những lúc nó chậm, có những lúc nó nhanh. Thế nhưng mà để tiếp thu được trong một phút người ta nói, mình phải mất 4 phút nha. Tôi nói ủa sao ngộ vậy? Xưa giờ thưa các vị, dường như mình nói nhiều hơn mình nghe, mình không biết là có phải như thế hay không. Thường thường cái tốc độ người ta nói nó đi ngang qua rồi mình phải mất 4 phút mới có thể thu nhận được, hiểu biết được một phút của người ta nói. Cái năng lực nhận biết trí phán đoán của mình nó đòi hỏi thời gian như thế. Và khi nghe được điều này cái mình rất là bàng hoàng. Mình nghĩ rằng lâu nay mình nói cuồn cuộn như nước chảy, dường như là nó chẳng thấm gì vô ai cả. Tại vì nói thì thưa các vị không bao giờ dừng được. Thế rồi đòi hỏi phải dừng lại chừng 4 phút người ta mới nghe được một phút. Thế thì làm sao mà làm ăn được trên cuộc đời này?
Có những hôm mình đi giảng pháp, nơi đó có một số người Mỹ, và cái yêu cầu nơi đó là không có cái máy dịch trực tiếp, cho nên mình nói một đoạn chừng 2 phút mình phải dừng. Rồi một số các thầy cô trẻ mới bắt đầu dịch tiếng Anh lại. Mà nó và thưa các vị, khi mình nói một đoạn mình dừng thì có chuyện gì phát sinh? Mạch lạc từ trong tâm thức của mình nó bị ngắt từng quãng, cái mình nói cái sần sượng, nó giống như là khoai mì mà sượng vậy. Không có ra làm sao cả, tới chừng về nghe nó ủa. Cái này ai nói như làm sao thầy Phước Tịnh nói mà cái kiểu đầu ngô mình sở như thế này, nó không dính gì chuyện gì với chuyện gì hết. Và thưa các vị, nói như thế để các vị am tường một điều, có những cái buổi học nó đi ngang qua, sau đó mà có điều kiện các vị ngồi trầm tư lại, các vị nghe là những bài học, đôi khi nó lại bắt đầu gợi nơi tâm thức các vị rất là nhiều điều mà trong buổi học ta không có cơ hội nhận ra. Mình nói vậy không phải một quảng cáo CD mình đâu nghe, mà nói này để chia sẻ cái thông tin rất ưu hoạt. Người ta nói như thế, một phút anh nói đòi hỏi tới 4 phút để cho tâm thức bắt kịp. Tôi không biết là trình độ của tôi nghe người ta nói như thế nào, nhưng mà thú thật các vị là tôi lại rất sợ phải nghe người ta giảng pháp. Không biết là tại vì cái bệnh này nó phát sinh từ bao giờ, nhưng mà dường như tôi có bệnh chung là ai mà giảng pháp tôi ngồi nghe 30 phút thôi nghe. Rồi tôi nói thầm trong bụng, thôi hồi hướng đi cho rồi. Nói chi mà dài quá. Thôi làm ơn làm phước thầy hồi hướng cho tôi cho rồi đi. Và tôi cũng cứ lâu lâu tôi nhìn các Phật tử, tôi thấy mà các vị hơi chìm chìm, mà tôi cũng nói thầm trong lòng, thôi coi chừng Phước Tịnh ơi, hồi hướng đi cho rồi. Tại vì người ta rất là mệt khi nghe anh nói nhiều làm chi. Và khi nào các vị cảm thấy rất là mỏi mệt thì các vị cứ nói thẳng chứ đừng nói thầm nha. Nói thẳng là xin thầy hồi hướng cho rồi thầy ơi, thì mình biết là mình dừng liền thưa các vị. Còn bằng các vị nói thầm thầm trong đây thì thưa các vị, điều thứ nhất là ta không học được, phải không? Vừa học vừa chống chế ổng thì không học được rồi. Cho nên mình xin dặn cái câu này, đó là cái câu mà chúng ta nên giữ nó làm tiêu ngữ để mình học bữa nay và nhiều bữa khác, và khóa này còn nhiều khóa khác nữa. Khi nào cảm thấy mỏi mệt quá thì giơ tay, tôi nói các Phật tử phát biểu hả? Nói chứ không, con muốn xin với thầy là thầy hồi hướng cho rồi. Thì biết. Thưa đại chúng, là chúng ta đi đến cái phần C của vấn đề. Mình muốn thưa với các vị là cái nhìn của chúng ta đối với Bồ Tát giới. Cái tâm thức người Tây Phương thưa các vị, khi nói đến giới cấm đó, nó rất là sợ. Nó không mấy gì thích. Cái từ nó gây dị ứng cho người ta vô cùng. Đối với Mỹ á, đối với người Việt thưa các vị thì cái tình trạng dị ứng nó ít hơn. Thế nhưng mà trong tâm thức chúng ta cũng có ý niệm thầm thầm, đó là giới cấm của Phật nó hạn chế bớt đi cái sinh hoạt của chúng ta vốn dĩ là thích tự do. Cho nên cái đầu tiên mình nên nhận diện là giới cấm của Phật chế định, nó không hề là một sự cấm chỉ. Điều thứ nhất, nó không hề là cái sự ràng buộc mất tự do. Có người thưa các vị, họ vinh vào cái cớ là tôi chưa có thể giữ tròn được 5 giới, cho nên tôi không có thọ giới, tôi không quy y. Và tôi không thọ giới, không quy y, cho nên tôi ít tội. Còn nếu tôi thọ giới thì tôi không giữ được thì nó tội nhiều hơn. Thưa các vị, nói như thế thì nó không hợp lý lắm đâu. Tại sao? Nhân quả là một loại luật tắc, nó phổ biến, dù các vị thọ giới hay không thọ giới gì thì nhân quả nó không bao giờ tha các vị. Giống như lửa thì nóng, biết nóng hay không biết nóng gì thì các vị thò tay vô lửa thì cháy tay, có phải vậy không? Phiền não là bản chất của con người thưa các vị, dù các vị biết nó là phiền não hay không phiền não gì,
Nhưng mà khi buồn giận ghét thương sinh khởi thì nó vẫn nhận chìm các vị vô khổ não mà thôi. Thế cho nên mình đừng có quan niệm rằng giới là cấm chỉ, là hạn chế tự do, là làm mất đi cái niềm hứng thú trong cuộc sống. Nó không phải như thế. Ta có cái nhìn là giới cấm của Phật nó tặng cho ta rất là nhiều điều kiện để hạnh phúc, rất nhiều điều kiện để tự do. Ví dụ cái từ gần nhất đó là biệt biệt giải thoát, đây là cái từ trong giới cấm của tỳ kheo. Nó hàm một cái nghĩa, đó là anh giữ được một giới thì anh được tự do đối với một loại phiền não, anh được an lạc nhiều hơn. Và pháp chế của Như Lai chế định, thưa các vị, nó không hề làm cho các vị mất tự do, mà trái lại tặng cho các vị một cái vùng không gian vô cùng tự do thoáng đãng đối với đời sống của chính các vị. Hay nói một cái từ gần, đó là tặng cho các vị một đời sống nó tràn đầy chủ quyền, chứ không phải là tặng cho đời sống của các vị một cái sự nô lệ. Thế nào là có chủ quyền với đời sống của ta? Thưa các vị, không bị buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn nó nhận chìm ta, nó ràng buộc ta, nó trói chặt ta trong hiện đời. Rồi nó không ràng buộc, không nhận chìm, không trói chặt ta trong ngàn vạn kiếp tương lai. Thế thì các vị không phải là người tràn đầy tự do là gì? Đơn giản một điều thế này: mình không giữ pháp chế của Như Lai, mình dùng cái miệng này để nói thị, nói phi thiên hạ, nói đâm thọc hai đầu, nói xấu người nọ, nói xấu người kia. Mình tưởng như là mình không cần thọ cấm giới, một trong năm giới của Phật, mình rất là tự do thoải mái trong cái cách sử dụng ngôn ngữ của mình để tác hại với thiên hạ. Mình tưởng là điều này hay ư? Không. Tại sao? Thưa đại chúng, là các vị nói người ta một, và người kia họ nghe, dù các vị không nói thẳng mặt, các vị ghét, các vị giận, các vị thù hằn, hay là các vị dùng lời hai lưỡi các vị nói chi, nhưng mà khi nó đi một vòng, nó trở lại các vị, thì các vị gặt cái quả gấp nhiều lần. Mình nói xấu người ta một tiếng thôi, nó đi qua ông A, đi đến bà B, đi đến cô C, cái chuyện gì phát sinh? Người ta, thưa các vị, không có đơn giản là người ta nói một, người ta truyền đạt cái ý của các vị hay lời của các vị nó đơn thuần như thế. Qua miệng một người, họ thêm cho một chút tiêu, chút tỏi, chút ớt, chút hành, và đi một vòng, thì từ cái đơn giản một lá cải nó đã thành nồi canh cải rồi. Có phải vậy không? Từ cái chuyện thị phi rất là ít thôi, đi một vòng thế này thì nó thành cái chuyện thị phi vô cùng lớn. Thế thì ai chút phiền não? Tự mình ràng buộc mình, tự mình làm khó mình, tự mình phải đối phó với ngàn vạn điều vô cùng khó khăn. Anh chửi người ta một trận, nhưng mà cái món quà anh sẽ nhận lại, người ta không phải chửi anh một trận đâu, mà ta đấm vào mặt anh, vỡ mặt thì có, chứ không có chửi lại đâu. Chuyện đó là như vậy. Thế cho nên thưa các vị, đơn giản một điều là tất cả cấm giới Đức Phật chế định đều có công năng vô cùng tuyệt vời. Nó là giúp cho các vị có được hạnh phúc giữa cuộc đời, an bình giữa cuộc đời, tự do giữa cuộc đời. Đó là quà tặng thứ nhất mà giới pháp của Phật tặng cho chúng ta. 10 giới trọng, 48 giới khinh của Bồ Tát. Thưa các vị, nếu các vị nghiên cứu đi vô cho kỹ thì các vị sẽ thấy là từng giới một nó vô cùng là kỳ lạ, là nó giúp cho chúng ta thăng tiến đời sống, an lạc hạnh phúc giữa cuộc đời, làm cho đời sống tâm linh mình tăng trưởng từng ngày. Và cái điều này sẽ có những khóa tu chúng ta học vô từng giới một, tức là từng nội dung giới. Bây giờ thì mình chỉ nói một vòng bên ngoài thôi. Đó là điều thứ nhất, hãy có cái nhìn về giới như thế. Và điều thứ hai, khi mình có được một cái nhìn như thế này thì cái công năng của giới nó tặng cho các vị, nó là cái sự nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng cái chi? Nuôi dưỡng an lạc, nuôi dưỡng hạnh phúc. Mà thưa đại chúng, cái việc nó vô cùng gần gũi đời thường, nó là thế này:
Các vị ở trên đất nước Hoa Kỳ này, cái cộng đồng người Việt nó rất là bé nhỏ. Nếu các vị không có kết cái tình pháp lữ thì chuyện gì phát sinh? Nhà tôi ở, cơm tôi ăn, tiền tôi xài, không dính gì nhau cả. Và trong một cái đất nước mà, thưa các vị, ba bên bốn phía đều là kẻ lạ người xa, khác màu da, khác sắc tóc, khác văn hóa. Mình tìm cái sự đồng cảm với người không có đơn giản đâu. Nói thì nói thế thôi, nhưng mà tâm thức người Mỹ không phải đã hết kỳ thị đối với dân da vàng. Rồi cái chuyện hiện tiền đó là thế này: các vị luyện mình vào một già lam tự viện, các vị là những người Phật tử, là pháp hữu của nhau. Rồi trên cái tình pháp hữu còn cái tình gì nữa? Đồng thọ Bồ Tát giới như nhau, thì các vị đã kết cái tình rất là sâu đậm. Ở đời thì người ta có thân quyến của người ta, trong đạo có cái chi? Có tình pháp hữu chứ, phải không? Bồ Tát cũng có thân quyến vậy. Và mình hình dung là trong những pháp hội Đức Thế Tôn giảng dạy kinh điển Đại Thừa, Bồ Tát tha phương mỗi người dẫn về hàng vạn quyến thuộc. Cái từ người ta gọi là Bồ Đề quyến thuộc, có phải không? Mà thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là có khi cái quyến thuộc huyết nhục nó không có đậm đà, không có nghĩa tình, không có sự tương thân tương ái bằng bằng quyến thuộc đạo pháp nghe. Không biết tôi nói điều này có đúng hay không, nhưng mà chừng như là như thế. Cái tình bạn đạo, thưa các vị, nó rất là gắn bó, và do vì đời sống tâm linh nó tạo cho cái sự kết nối của ta lại nó rất là đậm đà. Cho nên hiện tiền các vị thọ giới là các vị đã được nuôi dưỡng rồi, nuôi dưỡng trong cái tình cảm bình thường pháp lữ. Cái chuyện này, thưa các vị, không dễ tìm trong trần thế. Và nơi đất Mỹ này, cái điều này nó cần vô cùng. Có những người bà con rất là xa, từ tiểu bang nọ tiểu bang kia về không có dễ. Thế nhưng mà thưa các vị, những người bạn pháp của chúng ta thì cứ mỗi một kỳ tụng giới thì gọi nhau. Rồi khi trái gió trở trời, khi tật bệnh, khi neo đơn một mình một thân trong một con nhà vắng vẻ, ai quan tâm tới ta nhiều hơn? Thưa các vị, những người bạn tu quan tâm tới ta nhiều hơn. Và cái điều này nó vô cùng là gần gũi, nó rất là đời thường nhân tình. Mà có đúng như vậy hay là sai? Tôi đâu có nói điều gì cưỡng lý, phải không? Thưa các vị, tôi vốn là dân nhà quê, nói năng nó lởm cởm, tôi không có nói gì hay để thuyết phục đâu. Cái chuyện này nó thực sự như vậy thôi. Thế thì các vị hình dung là ngay hiện tiền khả năng nuôi dưỡng của đạo pháp đã lớn đối với các vị. Rồi điều thứ hai, ngoài cái sự nuôi dưỡng hiện tiền còn sự nuôi dưỡng gì nữa? Khi mình tu tập, tâm mình lành thiện, tâm mình hướng thượng, nó phát ra một cái tần số rung động nhất định, nó cảm được cái năng lượng vô hình từ thập phương thế giới, chư vị Bồ Tát, chư vị Thánh Thần, chư vị Hiền Thánh Tăng yểm trợ các vị. Cái nguyên tắc đó là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Không cần cầu khẩn thần linh, không cần xích xô hít hà gì cả. Các vị cứ tu đi, các vị cứ hành trì từng ngày, các vị cứ niệm thân hành một cách đoan trang nghiêm túc, thực tập không bỏ phút giây nào. Thưa các vị, cái năng lượng lành của các vị nó phát ra một tần số rung động, một tần sóng, một tần ánh sáng. Nó có một cái cường độ nhất định, nó sẽ tạo cộng hưởng với những người cùng một tâm thiện như các vị, cùng một tần số tâm thức như các vị. Tần số đó giữa nhân gian này cũng có, tần số đó cũng đến với ai? Chư thiên, chư vị Bồ Tát. Cái sự gia hộ của thập phương Tam Bảo luôn có mặt, và mình đang sống trong hào quang của Đức Thế Tôn phủ trùm đó nghe. Đừng tưởng rằng cách xa Thế Tôn 26 thế kỷ rồi, không có năng lượng lành của chư Phật gia hộ, thưa không. Tu cùng không tu thôi. Chứ còn thưa các vị, lúc nào các vị cũng đang sống trong vùng ánh sáng giác ngộ của Đức Thế Tôn cả. Thế thì ngoài cái sự nuôi dưỡng của con người trần thế, ta còn có sự nuôi dưỡng của thập phương chư Như Lai. Và cái điều này có dễ hiểu không? Có khởi niềm tin được không? Thưa, vô cùng đơn giản, không có gì mà không khởi niềm tin cả. Mình dùng cái ví dụ dễ hiểu thế này. Các vị là những người mê âm nhạc. Các vị mà có thể kết thân được với một người, chắc chắn là người đó cũng
có cái máu mê âm nhạc như các vị. Nên các vị là người mê bạc bài. Các vị đi dòng đường phố này, cái nơi mà nó đập vào mắt các vị, nó làm ấn tượng mạnh nhất là casino, chứ không có nơi nào khác hết. Tiệm ăn, tiệm uống mà không buồn để ý, nhưng mà liếc mắt thấy đây là casino là nhớ như in liền cái địa chỉ này, con đường này. Phải vậy không? Tâm thức như thế nào thì nó hút về cái hướng như thế ấy. Tâm thức của người tu thì hướng về cái nẻo tu, hút với những người pháp hữu cùng tu. Do vậy thưa các vị, cái sự nuôi dưỡng tất nhiên nó sẽ xảy ra là như vậy. Thế rồi điều thứ ba, là thuận thánh giải thoát. Các vị hành trì giới, các vị tu tập, không có con đường đi nào khác cả ngoài con đường đi đến bến bờ giải thoát, bến bờ an lạc. Nó xuôi thuận theo dòng chảy chánh pháp, nó sẽ chảy vào biển giải thoát chứ không có con đường khác. Giới pháp của các tôn giáo khác thì nó cấm chỉ, nó hạn chế, nó có thể làm cho các vị đóng cứng tâm thức lại trong tà kiến. Nhưng mà giới pháp Đức Thế Tôn được tuôn chảy ra từ trí tuệ giác ngộ siêu thế của Ngài, cho nên thưa các vị, từng giới của Phật dạy chỉ có một con đường duy nhất để đưa các vị chảy vào, đó là con đường của thành đạt chánh giác, thành đạt giác ngộ, thành đạt an lạc hạnh phúc, chứ không có con đường khác. Không có con đường nào để đi ngoài con đường đó nữa cả, cho nên gọi là thuận hướng giải thoát là như vậy. Thế là cái điều thứ tư, đây là cái món quà tặng cho chân thế. Tuệ giác của Như Lai này, đó là một món quà tặng cho hành tinh này. Các vị mà có điều kiện đọc vào lịch sử truyền đạo của các tôn giáo bên cạnh đạo Phật trong quá khứ và hiện tại, thì các vị mới thấy là chúng ta dù một ngày có lại Đức Thế Tôn 1000 lại vẫn chưa hết cái lòng tri ân ngưỡng mộ Đức Thế Tôn nha. Mình hình dung Bà La Môn giáo có mặt trước Thế Tôn tới cả 1000 năm. Họ hình thành 4 giai cấp của Ấn Độ. Thế rồi đến lúc Đức Thế Tôn có mặt giữa trần đời, Ngài tạo thành một cái sự cách mạng rất lớn, đó là phá vỡ hết 4 giai cấp Ấn Độ để trả con người về với cái sự tôn trọng tất nhiên của bản chất con người, tức là không phân biệt màu da sắc tóc, tặng cho là một món quà tặng cho cái sự bình đẳng giai cấp Ấn Độ. Nhưng mà cái sự khuấy động của đạo Phật, thưa các vị, nó không thể chuyển được cả một cái nền văn hóa cố hữu vốn đã ăn sâu vào tâm thức con người. Họ phân chia giai cấp Ấn Độ ra là một, cái điều tệ hại hơn là họ kỳ thị giới tánh vô cùng nặng nề là hai. Thế rồi khi đạo Phật bị bứng khỏi đất nước Ấn Độ bằng cái con đường của Hồi giáo xâm lăng vào thế kỷ thứ 13, các vị hình dung là 10.000 tăng sĩ đại học Nalanda Đà bị đạo quân Hồi giáo giết sạch, chùa chiền tháp miếu đều bị phá hủy, tất cả tín đồ đạo Phật bị bắt phải đổi đạo, bằng không đổi đạo thì chết. Cho nên ngay lúc đó thì đạo Phật đã bị một cơn lửa rừng vô cùng là độc hại cháy ngang qua, dẹp sạch. Thế nhưng mà cái nền của nó để bứng gốc đạo Phật, đó là cái nền của tâm thức người Ấn đã được nhuộm cái văn hóa Bà La Môn, tức là văn hóa phân biệt giai cấp là một, kỳ thị giới tính vô cùng nặng nề là hai. Và cuối cùng thì đạo Phật không có cách gì sống lại trên cái mảnh đất quê hương mà Đức Phật đã từng có mặt. Và sau khi đạo Phật bị bứng khỏi nơi đó, thưa các vị, văn hóa Bà La Môn hồi phục trở lại. Và cái hiện tình bây giờ, nếu các vị có theo dõi báo chí thì các vị thấy là cái sự kỳ thị nữ giới, coi thường nữ giới nó đậm đà vô cùng, đến nỗi là cả một cái cơ chế chánh quyền không dám đụng đến vấn đề này. Dù cái chuyện nó vô cùng là tang thương xảy ra, người ta hiếp dâm những cô gái đi trên xe bus, và ông tài xế xe bus lái xe đi cán chết người,
Nhưng mà dường như họ lơ là với vấn đề này, thậm chí họ còn muốn là xử huề những việc vụ việc như thế. Rồi sau cái sự việc này xảy ra, thưa các vị, là cả một đất nước, thế giới của cánh đàn ông, và họ hè nhau làm nên bao nhiêu tội nghiệp, đó là họ hiếp dâm và sát hại những người con gái đi giữa đường, giữa phố, ban đêm, do đi làm về, vân vân. Cả một xã hội bằng cái nền văn hóa tôn giáo nó khống trị, cho nên không có cách gì vượt thoát. Thế giới văn minh người ta đòi hỏi đến cái sự bình quyền, đó là chuyện tất nhiên của sự phát triển dân trí. Thế nhưng mà một đất nước rất nhiều tỷ phú, rất giàu có, thế nhưng mà cái nền tôn giáo Bà La Môn bằng những cái pháp chế nó vô cùng nghiệt ngã, cho nên cái tính kỳ thị nó bây giờ vẫn không có cách gì lấy đi được. Rồi mình nhìn Bà La Môn, mình chưa dám nhìn những tôn giáo cận đại, hãy nhìn tôn giáo xa xưa. Mình nói đụng Bà La Môn thì không ai đập mình đâu. Rồi mình nhìn lại Đạo Phật đi, để các vị thấy một điều, có một cái đối chiếu để các vị thấy. Thưa đại chúng, là đối với Đạo Phật, các vị đọc trong Kinh Văn A Hàm, khi A Nan thắc thỏm về chuyện nữ giới có thể chứng được quả thánh không, có thể giải thoát được không, Thế Tôn nói đành rằng về thể chất thì có sự khác biệt, nhưng mà về cái phần tu tập thì không có gì khác biệt giữa nam và nữ cả. Thì các vị hình dung là chưa có một tôn giáo nào có được cái quan niệm bình đẳng giới tính như Đức Thế Tôn đã có mặt cách đây 25 thế kỷ. Vào đương thời cho tới ngay bây giờ, người ta chưa chấp nhận những người nữ xuất gia để thành những thành thành tăng sĩ. Thậm chí Kitô giáo sinh ra trong một vùng đất văn minh, đó là vùng châu Âu, và có mặt nơi Mỹ Châu này. Thế nhưng mà thưa các vị, là năm rồi hay năm kia gì đây, Giáo Hoàng tuyên bố là những cái điều mong muốn là thụ phong nha, nữ linh mục chưa hề ghi trong Kinh Thánh, cho nên không được phép làm điều này. Thì các vị hình dung ra là Đạo Phật đã có Tỳ Kheo Ni từ 25 thế kỷ trước, lúc Thế Tôn tại Tiền đã có một ni đoàn Tỳ Kheo Ni, tức là người nữ được phép xuất gia, và rất nhiều người chứng thánh quả A-la-hán hiện tiền không thua gì các thầy Tỳ Kheo cả, vẫn có thần thông đi lên cung trời cách bình thường. Thế thì từ cái dòng lịch sử ta dẫn lại để thấy điều này, thưa các vị, tuệ giác của Như Lai từ kinh văn, từ giới luật, từ pháp chế, từ sinh hoạt hành trì, thưa các vị, là một món quà nó vô cùng to lớn, vô cùng quý giá, vô cùng trí tuệ tặng cho hành tinh chúng ta. Giới pháp của Như Lai chế định là một món quà, không có một điều giới nào của tôn giáo khác có thể bì được. Đó là những nét mà chúng ta khai thác một cách khiêm tốn về nhiều lĩnh vực trong giới pháp của Như Lai, để các vị thấy trân quý những lời dạy của Đức Thế Tôn, trân quý giới pháp của Đức Thế Tôn chế định. Đó là bốn nét chúng ta đi ngang qua để chúng ta có một cái nhìn nghiêm túc về giới pháp của Đức Thế Tôn. Bằng không thì sao? Tôi ăn hiền ở lành mà tôi quy y làm chi, tôi thọ giới làm chi? Thưa, quan niệm như thế không đúng. Mình hãy thấy là may vô cùng, phước vô cùng, duyên lành đã tạo ngàn vạn kiếp, cho nên mình mới đối trước Thế Tôn lại một lại để tri ân, cho nên mình mới có cơ duyên quy y với Đức Thế Tôn. Mình có duyên lành thọ trì cấm giới từ Đức Thế Tôn chế định, không phải ít duyên lành, không phải là người mới gieo một chút duyên lành với Đạo Phật mà có thể mặc được chiếc áo của người Phật tử, thưa các vị. Thế cho nên khi các vị khởi được cái quan điểm này trong tâm thức các vị rồi, thì các vị sẽ lại Phật ngày này qua ngày kia vẫn cảm thấy chưa đủ đối với dòng tuệ giác của Thế Tôn tặng cho nhân thế. Là các vị tuân phục hành trì giới pháp của Đức Thế Tôn bằng một cái niềm hưng phấn, vui mừng, thích thú và cảm ơn vô cùng cái điều Đức Thế Tôn đã tặng cho nhân thế này. Đó là đôi nét chúng ta nói về cái nhìn của chúng ta đối với Bồ Tát giới. Gần 4 giờ rồi đó. Giờ mấy giờ nghỉ?
hồi hướng đi cho rồi hả? Chưa hả? Chúng ta sẽ đi vô cái phần này. Phần thứ hai, mình sẽ bàn cái vấn đề nó cận nhân tình hơn một chút, đó là người cư sĩ. Hành trì giới pháp của Như Lai. Cái điều đầu mình muốn thưa với các vị là giá trị thánh giới của Như Lai. Ý thứ nhất, mình nói cái sự khác biệt giữa giới pháp Phật chế định và giới pháp của các truyền thống tôn giáo khác. Cái năng lực của các vị mà đọc đủ rộng thì vấn đề này nó cho chúng ta một cái nhìn rất là rộng về những bản văn hóa trên hành tinh này. Mình đọc thử cấm giới của Hồi giáo, cấm giới của Kitô giáo, cấm giới của Bà La Môn giáo, thì các vị có khả năng đối chiếu và các vị sẽ làm bật sáng được cái năng lực tuệ giác của Đức Thế Tôn. Điều đầu tiên mình gợi thôi. Các vị hình dung là cấm giới của Đức Thế Tôn hay là những pháp chế Đức Thế Tôn chế định, nó đặt căn bản trên con người chứ nó không đặt căn bản trên thần linh nghe. Thế nào là đặt căn bản trên con người? Rất con người, nghĩa là vì con người, vì mong muốn thành đạt sự giác ngộ nơi con người, chứ không phải gì làm cho uy thế của thần linh được tôn trọng. Không vì cái vị nào trên cao dám xuống bảo rằng đây là lời của ta phán, phải nghe, không nghe thì bị đài, và không ai có quyền sửa thưa khóc. Thậm chí tất cả những giới Đức Thế Tôn chế định cho chư tỳ kheo trong quá khứ, lúc mà Thế Tôn gần niết bàn rồi, Ngài còn phán một câu là các ông hãy tùy tiện những giới pháp nào không hợp thời thì các ông có quyền bỏ đi, không cần thiết thì hãy bỏ đi. Thế thì không có vì lý do ta là giáo chủ, ta chế định thì các ngươi phải một bề nghe theo. Không có cái chuyện độc tài phán quyết, thưa không? Càng không nương vào uy thế của những vị thần linh trên cao áp đặt trên đời sống con người hiện tiền. Thế cho nên rất là khác biệt với các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác, thưa các vị, dù nó sai lầm vô cùng, nhưng mà đây là lời của các vị thượng đế trên cao, không ai được quyền đụng đến. Thậm chí những điều gì đã ghi trong Thánh Kinh thì thưa các vị không có được, không được quyền sửa sai. Nhưng mà thưa đại chúng, Thánh Kinh chưa hẳn là những điều gì của Chúa Kitô nói. Nó có những điều ngụy tạo trong đó do Đại Đế Công Tăng Tin sắc lệnh cho một số các vị giáo sĩ viết thành, cho chưa phải là những lời tập trung từ các vị tông đồ của Chúa Kitô viết. Thế nhưng mà người ta vinh vào cái cớ ấy để làm chi? Đấy, đè nặng lên đời sống nhân thế này, không có được quyền sửa đổi, không được quyền đụng đến và đụng đến. Thưa các vị, bây giờ thì cơ chế của những xã hội tự do, người ta không làm gì được nhau. Nhưng trong quá khứ thì các vị hình dung rằng những mái chém của những tòa án dị giáo đẩy đi khắp cùng nơi ở châu Âu để trị những con người dám có những điều phản bác với điều răn của Chúa Kitô. Cho nên trong cái chiều dài lịch sử, thưa các vị, chưa có một tôn giáo nào trí tuệ, nhân ái và rất người như đạo Phật. Thế thì chưa có một giới pháp nào của các tôn giáo có thể bì được với dòng tuệ giác của Như Lai chế định pháp chế để cho chúng ta thọ dụng cả, để cho chúng ta hành trì cả, nuôi dưỡng trí tuệ, phát triển từ bi, thành tựu giải thoát, tăng trưởng pháp lành. Đó là những điều có mặt trong pháp chế của Như Lai.
Cho nên cái ý đầu tiên mình muốn thưa là nó không hề giống với những giới cấm của các tôn giáo khác. Nó tràn đầy trí tuệ và nhân bản trong đây. Điều thứ hai, tuôn chảy từ dòng tự giác siêu thế của Như Lai. Cái phẩm chất thứ hai nó làm thành sự khác biệt, đó là từ sự chứng ngộ siêu thế của Đức Thế Tôn. Thưa các vị, năng lực của Ngài khi thành đạt được sự giác ngộ thì Ngài thấu suốt cả ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Và những điều Như Lai chế định không phải cho một thời của dân Ấn vào thời ấy, mà có thể làm nền tảng cho con người trên hành tinh này. Không phải vô duyên vô cớ mà ta xưng tán Ngài cái câu là ta bà giáo chủ điều ngữ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Do vì năng lực của Ngài, thưa các vị, bao trùm luôn hành tinh này, bao giờ chánh pháp Ngài còn thì giáo pháp của Ngài giá trị vẫn vĩnh cửu, vẫn là chân lý muôn đời. Mình so lời của Tổ và lời của Phật thì rất là khác biệt. Trong những ngôn ngữ của Tổ khai thị, hoặc là những pháp chế của Tổ đặc định, thì nó bị ảnh hưởng của văn hóa từng vùng, nó đối với căn cơ của từng chúng sinh trong thời ấy để giảng pháp, để khơi mở. Thế nhưng mà lời của Phật thì thưa các vị, quá khứ là chân lý, hiện tại là chân lý và tương lai là chân lý. Thậm chí 26 thế kỷ đi qua, thế nhưng mà nếu ta có căn lành đủ lớn, duyên của chúng ta gieo với đạo đủ sâu, thì một lời kinh của Thế Tôn dạy trong Tạng A Hàm thôi, nó cũng bừng sáng nơi tâm của các vị, nó làm cho các vị thấy được đường đi, mở được cánh cửa để các vị đi vào kho tàng tri kiến của Phật. Trong khi đó, lời của các vị tổ đằng đằng người ta tự hào về cái ngôn ngữ vô cùng sắc bén của Thiền Nông Độ, thế nhưng mà thưa các vị, nó không chạy thoát ngoài những cái lời đã từng khai thị trong quá khứ của Đức Thế Tôn, lời Đức Phật trong Văn Học A Hàm, những bài trong Tương Ưng Bộ Kinh. Nó cũng chói sáng, nó cũng như những cái như những ánh chớp lóe lên giữa bầu trời cắt thẳng màn đêm. Nó sắc bén vô cùng, chắc lọc vô cùng và ngắn vô cùng, và đốt cháy phiền não của chúng sinh khi người ta có được cơ duyên nghe một lời Đức Phật khai thị. Thế thì thưa đại chúng, từ những điều mình nói rồi trở về vấn đề pháp chế của Phật dạy, từ 26 thế kỷ trước cho tới hôm nay, từng lời dù rằng kiết tập qua cái chiều dài lịch sử, nhưng mà cái chất trí tuệ không hề giảm trong từng lời dạy của Đức Phật. Đó là kinh văn, đó là pháp chế, đó là giới luật, vân vân. Từ dòng tội giác siêu thế Ngài đóng góp cho nhân thế này, cho nên thưa các vị, không có giá trị bất cứ một lời dạy, một pháp quy nào của trần thế này, của tôn giáo nào có thể bì được với pháp quy chế định của Như Lai trong quá khứ cả. Đó là hai nén chúng ta nói về giá trị thánh giới của Như Lai. Và cái từ mình dùng ở đây, các vị thấy là cái từ này, từ dòng tự giác siêu thế, từ năng lực trí tuệ thấu suốt nhân quả ba đời, cho nên chế định chúng ta gọi đó là thánh giới. Ngoài ra, năng lực giới của Đức Thế Tôn có công năng làm cho các vị từ bờ phiền não tử sinh này bước thẳng một bước vào đến bờ Niết Bàn, cho nên gọi nó là thánh giới. Cạn ơn, thưa các vị, hành trì giới của Đức Thế Tôn dạy chưa thành đạt được giải thoát thì hiện tiền các vị đã nếm được hương vị của chánh pháp, đã có được niềm vui, có được sự an lạc, và xây dựng thiện pháp trong một đời để thành đạt được quả lành cho nhiều đời, chứ không phải là một đời này mà thôi. Cho nên ta gọi đó là thánh giới là như vậy. Lợi ích hiện tiền, lợi ích nhiều đời, lợi ích cho cái công trình thành tựu được giác ngộ của các vị, cho nên gọi đó là thánh giới Như Lai là như vậy. Đó là ý thứ nhất. Phần B.
mình đi vô thêm phần nữa rồi hồi hướng cho rồi. Thưa các vị, mình muốn nói về công năng của giới. Công năng của giới, thứ nhất là xây dựng được pháp lành. Thưa các vị, là nền tảng của giới đầu tiên là xây dựng thiện pháp nơi tâm thức của các vị. Mình hình dung là mười phương chư Như Lai, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Hiền Tăng, không có một vị nào không xây dựng thiện pháp trên con đường làm đạo cả. Rồi Bồ Tát giới cũng thế. Thưa các vị, là cái nền của thiện pháp nó vô cùng cần thiết, nó là một cái chân đế vững vàng. Các vị xây cái nền của nó để có thể cất được kim tự tháp. Và thậm chí cất một cái nhà bé nhỏ thôi cũng phải có một cái nền nhất định của nó, có phải thế không? Thế thì cái công trình tu của chúng ta không phải là cái công trình để thành đạt được cái sự an lạc hiện tiền không, mà công trình này, công trình đẩy đời sống chúng ta chứng nghiệm an lạc giải thoát miên viễn, tức là thành đạt giác ngộ. Thế thì cái công trình thiện pháp này xây dựng bao nhiêu ngày thì xong? Một đời đâu đã sống. Thưa các vị, vạn đời vạn kiếp có mặt giữa trần đời. Ta khi đã thọ Bồ Tát giới rồi thì cái chủng nhân xây dựng thiện pháp nó liền bật sáng trong ta, cho nên vừa có mặt giữa trần đời thì cái hạt giống lành nó liền bật lên liền. Thưa các vị, trong A Hàm có bài kinh rất hay, mình kể bài kinh này cho các vị nghe để các vị có thể thấy là cái công trình làm đạo của Đức Thế Tôn, công trình thành tựu được quả chánh giác, nó đi qua rất là nhiều kiếp và kiếp nào cũng xây dựng pháp lành làm nền tảng cả. Có một hôm Đức Thế Tôn đi khất thực về, trời nắng vô cùng là oi bức, và chừng như là mùa hè đã đến trên đất nước Ấn Độ rất là lâu, tìm một hạt mưa không có. Và Thế Tôn đứng ngần ngừ trên cái hồ nước trong Tinh Xá Kỳ Viên á, ngài thấy rất là tội nghiệp, nước cạn gần tới đáy hồ. Mà khi nắng như thế thì thưa các vị, nước rất là nóng, và cá nó vô cùng ngột ngạt, nó nổi đầu ở trên cái hồ nước lớn kia. Thế Tôn đứng ngần ngừ trên cái chiếc cầu tắm. Thế Tôn nói: A Nan, về mang áo tắm ra đây cho Như Lai. A Nan nói: Và bạch Đức Thế Tôn, trời đang nắng chang chang, không có một mảnh mây thì làm sao có thể mưa, và trong khi đó thì nước hồ sắc cạn, rất đục, Thế Tôn không thể lội ra tắm được. Nó không, ông hãy nghe lời ta, mang áo tắm ra đây cho Như Lai tắm, nước sẽ đầy lên tới cầu này và ta sẽ tắm. Và thưa các vị, A Nan thì rất là ngạc nhiên, nhưng mà vâng lời Phật về mang áo tắm cho Đức Thế Tôn. Mà ta cũng không hình dung là ngài Cồ Đàm ta mặc áo tắm ra làm sao thì chúng ta không biết. Chúng ta chỉ biết như thế trong kinh nói. Có lẽ là ngài vẫn cái chăn, giống như cái mấy anh chàng Campuchia vẫn cái chăn rồi xuống tắm rồi sao thì chúng ta không có rành. Nhưng mà hãy hình dung là nó có một cái bộ đồ để cho chư tỳ kheo ngày xưa sử dụng để tắm. Và thưa các vị, khi A Nan đem áo tắm ra, Thế Tôn cởi đại y ra, Thế Tôn khoác áo tắm vô đứng trên cầu thì ngôi trời Đế Thích rung rinh. Đế Thích nhìn xuống, ôi chà, Đức Thế Tôn muốn tắm và trời đang hạn hán, thành sát vệ đang chìm ngập trong cơn lửa. Hạn hán đã mất nhiều tháng rồi, và các vị trời Đế Thích vội vàng sai Thiên Long Bát Bộ búa mây và mưa liền trong tích tắc. Thưa các vị, và cái lượng mưa cuồn cuộn chảy ra, nước trong cái hồ Chư Tăng thường tắm nó đầy lên không mấy chốc. Và khi hồ nước đầy xong rồi, Thế Tôn tắm thỏa thích rồi Thế Tôn đi về. A Nan nói: thật là một điều kỳ lạ, trời đã nắng chang chang thế này mà tự nhiên Thế Tôn muốn tắm là trời phải mưa. Và chiều hôm đó Thế Tôn mới phân tập đại chúng đến pháp đường. Thế Tôn nói: này các thầy, không phải ngay bây giờ mà trong quá khứ, Như Lai đã từng cứu cho hà sa chúng sinh nơi thành phố này. Ta nhớ cách đây ngàn vạn kiếp, có một kiếp ta làm một con cá đen thui thôi, nhưng mà mắt của nó trong veo như hai ngọc lưu ly,
Và trời cũng hạn hán như thế này. Ta nhìn thấy con cái bè bạn của chúng ta chết vì ánh nắng, vì nước cạn, cho nên ta lội lên trên bờ, nằm trên bùn, ta trợn con mắt, ta ngó lên cung trời, ta nói nếu phước lành do công năng trì giới bất sát của tôi đủ để cứu được bao nhiêu người và đủ để cứu tự thân tôi, thế thì trời phải làm mưa liền tức khắc để cho dòng họ cá có thể tồn tại. Và lúc bấy giờ thì không mấy chốc trời liền nổi cơn mưa y như bây giờ. Thế cho nên A Nan à, từ quá khứ xa xôi nhiều kiếp cho tới hôm nay, Như Lai có mặt giữa trần đời này chưa một kiếp nào không tu tập thiện pháp cả. Các vị hãy nhớ nghe. Tại ta hãy hứa với lòng rằng từ bây giờ thẳng tới lúc bỏ hình hài các buổi cho tới vạn kiếp tương lai có mặt giữa trần đời liền được thọ giới pháp từ Đức Thế Tôn, học chánh pháp với Đức Thế Tôn, tu tập thiện pháp không biết mỏi mệt. Và ngay bây giờ, thưa các vị, hãy hứa với lòng rằng từ thân này, từ miệng này, từ tâm thức này cuồn cuộn chảy ra những pháp lành, chứ không có làm, không có để sinh khởi một pháp, một ác pháp nào làm tổn hại chúng sinh cả. Thôi hồi hướng đi cho rồi. Đủ dài rồi, 4 giờ rồi. Nhưng mà